đây là cả cái võng đằng sau này là 12 mét à, đằng sau này là rộng 12 mét thôi, 12 13 mét. Đấy, cái ngoài cửa này bán quầy ba nhé, quầy hóa nhé, đây nhà vệ sinh, hai nhà vệ sinh, đây quầy ba, quầy ba, quầy ba hết rồi, ngoài này ngồi, đấy ngoài kia là đường, nha, đây có bể cá này. Rộng 300, hơn 300 mét vuông, 380 mét vuông. Nhà vệ sinh vệ xếp 2 phòng, gác xếp nha, lên gác xếp, gác xếp để đồ, nhưng mà kể cả nằm ngủ luôn. Ok nhá, lần này võng 3, 6, 7, 14 võng 13. Má chi điểm đấy chứ hả? Má chi tiền gửi chứ đấy, tất cả là ba chi, anh chi tiền điểm gửi chứ không. Cái này cái lẻ đấy thì cứ đếm đi, cái lẻ này là lẻ đếm cho nó đàng hoàng. Đây thì nguyên rồi, ra là nó còn nguyên tên của nó. Đấy 200. Cái này 2 tỷ là 3 tỷ thôi. Đấy, đấy, cái đến 10 triệu đó. Cái tiền mặt là 3 tỷ 2. 3 tỷ 2, còn lại 3 tỷ 2. Còn trước là 600 này rồi. 600 đặt cọc, cái này 3 tỷ 2. Đấy chính là đấy, hôm qua cũng lấy xong ra đấy, hôm qua đấy nó kêu nó không có, thành ra nó chỉ bị nhiều bớt tiền này, mà rõ ràng hôm trước thì mình còn lấy cái